Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn, cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ, nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải do bẩm sinh mà có, mà nó có liên quan rất nhiều đến đặc điểm, tính cách và hành vi cá nhân của mọi người. Người xưa có câu, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. 7 phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại hay cuộc sống không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật là bất công. Lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn bạn thì chẳng nhận được gì. Đôi khi lại tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo thì hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt hay là than thở, hoặc là cứ cầu là có, mà là do gieo nhân lành thì gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. Phật giáo chỉ ra 4 đức tính của người có phúc vậy. Đức tính thứ nhất đó là có lòng hiếu thảo và biết giúp người. Người xưa có câu, bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong 100 điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Cộng cha trời biển, nghĩa mẹ bao la, là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc đức lớn nhất trên đời của mọi người, và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng, đời người là vô thường, ai rồi cũng có một ngày già đi. Khi già yếu, bệnh tật mà con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ ngày càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo, hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều kiện mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình. Để rồi, khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt, được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác cũng là đức tính của người phúc vậy. Ở đời, người thích làm điều thiện mà không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu, ở hiền gặp lành cũng làm gì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ bạn y như thế. Quý nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình. Dù là
bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn. Cuộc sống này muôn màu, muôn dạng. Sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên. Bởi trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay người thân của mình. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình, thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi việc đều cho đi, đều có thể được nhận lại xứng đáng. Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ, những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không bảo đảm sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống riêng cho chính mình, càng không thể tận hưởng phước lành dù nó có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể nào tránh được những bất đồng hay xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng. Ngược lại cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn quá nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, tình cảm hơn và trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng với người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta có luôn nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây, cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự tại. Đi đâu làm gì đều có thể hài hòa, viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời. Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người sinh ra vốn có bản tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc dậy. Người biết bao dung sẽ luôn mang tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả, nhận nước từ trăm sông. Lòng như đất trời mùa xuân, tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp, mà những người có trái tim từ bi mới có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng bế tắc, thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống ở trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thanh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc, phúc là gì? Phật dạy,
Điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự là người có phúc. Cuộc đời này là của bạn. Sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định thôi. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, trong đạo Phật, nếu chúng ta biết chuyển hóa ở thế gian này, đó là khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được hạnh phúc. Không ai trên đời này sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp cho bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị chỉ khiến cho bạn càng ngày càng sân si. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khẩu nghiệp, nói điều sai quấy với người khác, nặng hơn là biến thành quán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này, và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau, như tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ghen tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy, đáng thương nhất của đời người là tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là ghen tị. Phật dạy quả không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin về cuộc sống, vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì mình không dám sống thật lòng với ai, nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình, hoặc tự hài lòng với những gì mình đang có. Tại sao không cố gắng hết mình, thay vì ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết, huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận, thành oan gia trái chủ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy rằng, khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét, tật đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn mà thôi, mới khiến bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa qua lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người có phúc vậy. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước mà lại phung phí phước thì như nước trong bát, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Cuộc đời này vô thường, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận nó. Bản thân phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này là được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ hết. Nhưng có một thực tế là con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ,
chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ. Dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với lớp màng mang tên ganh tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy, nên tai họa cứ ập đến là điều khó tránh khỏi, khổ đau là lẽ đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng, biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất cho mình. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc được, giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn. Cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ đấu tranh thành sẻ chia, từ sân hận thành tha thứ, từ nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng. Hạnh phúc sẽ đơm hoa ở hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp cho bạn giảm bớt đi ganh tị, đố kỵ, mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cái tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời này luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm. Không cần phải ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng, phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận. Tiếp theo chương trình, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe câu chuyện quả báo khiến cho hoàng hậu bị mù một mắt chỉ vì một lời thề. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện quả báo thất hứa sau đây rất đáng sợ, cho dù bạn nghĩ rằng lời nói gió bay. Không ai còn hay biết tới những gì họ từng hứa nữa. Hoàng Thái Hậu mù một mắt vì một lời thề. Câu chuyện kể lại rằng, vào thời vị hoàng đế cuối cùng của triều Bắc Tống, Tống Khâm Tông, ông cùng cha mẹ mình đã bị giặc Kim bắt lên phương Bắc vì thua trận. Sau đó, hai nước đã thỏa thuận ký kết hòa ước, Khâm Tông bị giữ lại. Khi biết tin Hoàng Thái Hậu hiển nhân sắp về phía Nam, vua Khâm Tông đã cầm tay mẹ mình và khóc than. Nếu con được về Nam, chỉ mong được phong làm chủ cung Thái Ất là đủ rồi, chẳng dám mong muốn nhiều hơn. Ý của hoàng đế là không muốn giành lại ngôi vua, muốn mẹ gửi thông điệp này đến người em, mong sẽ cứu mình trở về. Khi ấy, Hoàng Thái Hậu hiển nhân liền thề với vua: nếu ta về rồi mà sau này không đón con về, thì mắt ta sẽ bị mù. Đến khi Hoàng Thái Hậu được về cung, mới biết em trai của nhà vua là Tống Cao Tông không hề có ý định đón anh mình trở về. Hiểu được ý này của con trai, trong lòng bà vô cùng buồn phiền, nhưng lại lặng thinh, không dám mạnh dạn nói ra, vì sợ làm trái ý của cậu, thì có khi mạng sống của mình cũng không giữ nổi. Không lâu sau đó, Hoàng Thái Hậu bị mù mắt. Mọi thầy thuốc giỏi nhất ở khắp nơi được mời đến, thế nhưng không ai đủ khả năng chữa khỏi cho bà. Về sau có một đạo sĩ giỏi vào cung. Ông dùng kim vàng khêu vào mắt trái của bà, mắt liền sáng tỏ. Hoàng Thái Hậu vui mừng khôn xiết. Bà cầu xin đạo sĩ chữa luôn mắt bên phải, thế nhưng đạo sĩ từ tốn đáp lời: dạ thưa, hoàng hậu nhìn một mắt thôi, còn một mắt phải giữ cho đúng lời thề. Bà nghe xong người như chết lặng, cảm thấy kinh sợ vì đạo sĩ biết được lời hứa của bà trước đây, liền đứng dậy cảm tạ thì
đạo sĩ đã đi mất rồi. Bài học trong câu chuyện này là hoàng hậu hiển nhân, cho dù hoàn cảnh không cho phép nên đành phụ lời hứa của con trai. Thế nhưng điều đó không thể tránh được việc bà phải gánh chịu hậu quả của việc không giữ trọn lời thề. Câu chuyện trên cho thấy xem nhẹ lời thề, đừng tưởng không ai biết. Trời biết, đất biết, quỷ thần biết. Thế nên bản thân sẽ phải gánh chịu đúng những gì mình đã nói ra. Bài học thứ hai là điều mình không làm được thì đừng hứa. Trên đây là câu chuyện quả báo thất hứa, có cái kết rất đáng sợ khiến cho chúng ta không thể ngó lơ. Thế nên nếu có thể thì tốt hơn hết, nên cần tránh hứa suông. Trong cuộc sống này có rất nhiều việc cho dù mình cảm thấy vô cùng chắc chắn, nhưng vẫn có ít nhất 1% không trở thành hiện thực, không diễn ra theo những gì mình muốn. Thế nên với mọi điều chớ nên vội hứa. Cứ nói rõ một số nguy cơ có thể xảy ra, nhưng không như mong muốn. Tuy nhiên bản thân sẽ cố gắng nhất có thể, không dùng lời hứa hay lời thề nào cho bất cứ việc gì. Một trong thập thiện nghiệp của Đạo Phật có nhắc nhở chúng ta chớ nói dối, vì những gì chúng ta nói ra rồi thì không bao giờ rút lại được, lại gây hậu quả nặng nề. Có một câu chuyện cách đây hơn 30 năm ở Đài Loan, nói về một khu chợ vải rằng do thời ấy nghèo nên nhiều người chở hàng đi bán rong. Có một lần nọ, có một anh bán vải chở hàng vào thôn, các phụ nữ liền bu đến xem. Họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy bèn thu vải về. Thế nhưng khi kiểm hàng, người bán phát hiện bị mất một sấp vải. Lúc này ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy mà còn thầy đọc như sau: tối mà có lấy vải thì sau này sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta chuyển đến Kim Môn sống. Một ngày nọ chị đang ngồi trong nhà thì một chiếc xe tải bị đứt thắng đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Sau đây là những tác dụng của việc tôn trọng sự thật. Khi bạn giữ cam kết với lời hứa của mình, bạn đã gieo nhân tốt cho những quả sau đây. Được mọi người tin tưởng, những người tôn trọng sự thật ắt sẽ được người trọng nể, tin cậy, không ai quán hận thù hiềm, đi đâu cũng được người chung quanh dành cho một điều gì thân tín, niềm nở tiếp đón. Nhất là trong công việc, họ thường là người chân thực, đáng tin, nên được cấp trên giao phó cho nhiều trọng trách quan trọng. Cuộc sống của họ vì thế mà được no đủ, an vui. Bảo tồn sự trung tín trong xã hội. Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội mà không ai tin ai, thì mọi công cuộc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Theo lời dạy của Khổng Tử, một trong năm đức tính căn bản là lòng tin, nhân vô tính bất lập. Hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được trong sự dối trá. Những cá nhân biết nói lời thành thật thì gia đình và xã hội được đoàn kết trong sự tin cậy. Mọi công cuộc chung được xúc tiến có kết quả tốt, tạo ra kết quả tốt đẹp với sự chung sức đồng lòng. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Nguyên nhân của dối trá là ích kỷ mưu mô, sẵn sàng hại người để thỏa lòng tham u tối của mình. Họ không bao giờ nghĩ cho hoàn cảnh của người khác khi bị lừa dối. Họ đau khổ, có khi phải mắc thù dương oán, có khi phải tán gia bại sản. Ngược lại, người thật thà, chân thành trong từng câu từng từ sẽ mang tới cảm giác an ủi cho người đối diện. Một khi lòng từ bi được trải rộng thì ai ai cũng cảm thấy bình an. Tránh nghiệp báo khổ đau nghèo đói. Thực tế là thất hứa không chỉ làm giảm uy tín mà còn là nguyên nhân của cả việc làm ăn thất bát, nguy cơ cao rơi vào tình trạng nghèo khó. Nếu bạn không có sự cam kết, nhân quả báo ứng khiến cho bạn hàng đối tác cũng không giữ cam kết với bạn.
Thế nên mới thường xuyên xảy ra những trường hợp người ta đặt hàng không lấy, hứa hẹn mua hàng xong không nhận, hẹn ngày trả tiền nhưng liên tục trì hoãn. Chúng sẽ khiến bạn lao đao trong kinh doanh, làm ăn thất bát, rơi vào nợ nần nghèo khó. Lời Phật dạy về làm giàu đã chỉ ra rằng người không giữ lời hứa sẽ nhận quả nghèo đói. Có một câu chuyện kể lại rằng một gia chủ cư sĩ với một sa môn bà la môn hứa sẽ cúng dường tôn giả thế này thế kia, nhưng sau đó không thực hiện như đã hứa. Khi đi ra làm ăn buôn bán, người ấy luôn bị thất bại vì hứa mà không thực hiện, làm người khác thất vọng. Như vậy, quả báo của việc thất hứa là chúng ta sẽ thất bại, không đạt được điều gì cả. Hơn nữa, lời nói tuy không phải là dao, nhưng phải cẩn trọng, vì nó có tới hai mũi nhọn. Một mũi đâm vào người khác, còn một mũi đâm vào chính người sử dụng nó. Do đó, Phật dạy, phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sở dĩ chém mình là do lời nói ác. Đã đành nói ly gián, nói xuyên tạc là để hại người. Nhưng khi đã làm hại người thì thế nào người cũng hại lại mình. Để tránh sự thù hằn, tránh nghiệp dữ, chúng ta không nên dối trá điêu hoa. Tuy nhiên, có một số lời nói dối để cứu người hay vật vẫn là lời nên nói. Nói chung, nếu do lòng từ bi thúc đẩy mà phải nói dối thì không phạm tội. Lắng nghe lời Phật dạy về phước đức, cốt lõi của sự giàu có. Chẳng phải mãi mê đi cầu xin ở đâu để có lộc, có tiền. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về phước đức. Bạn sẽ biết tiền bạc ở trong ngay chính con người bạn mà thôi. Có một thiên nhân tò mò hỏi Đức Phật những câu hỏi sau đây. Vị thiên nhân hỏi: thanh kiếm nào sắc nhất, chất độc nào tàn hại nhất, ngọn lửa nào dữ dội nhất, bóng đêm nào đen tối nhất? Đức Phật trả lời: lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất, dục vọng là chất độc tàn hại nhất, đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất, vô minh là bóng đêm đen tối nhất. Vị thiên nhân lại hỏi: ai là người lợi lạc nhiều nhất? Ai là người chịu thiệt thòi nhất? Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng? Vũ khí nào lợi hại nhất? Đức Phật trả lời: người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi nhiều mà không thấy đã cho. Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam, không chút biết ơn. Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được, và trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất. Vị thiên nhân hỏi: ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Cái gì là kho tàng quý báu nhất? Ai đã thành công trong việc chiếm đoạt bằng vũ lực, không chỉ trên thế giới này mà còn trên thiên giới? Đâu là nơi an toàn nhất để kho báu? Đức Phật trả lời: những tư tưởng xấu xa là kẻ trộm nguy hiểm nhất. Đức hạnh là kho tàng quý báu nhất. Tâm thức con người chiếm đoạt mọi sự, không chỉ trên thế giới này mà còn trên thiên giới. Đất vô sanh là nơi an toàn nhất để kho báu. Thiên nhân hỏi: cái gì là hấp dẫn? Cái gì là ghê tởm? Cái đau nào thống thiết nhất? Cái vui nào lớn nhất? Đức Phật trả lời: thiện là hấp dẫn, ác là ghê tởm. Một lương tâm bị dày dò là nỗi đau thống thiết nhất. Sự giải thoát là cái vui lớn nhất. Thiện nhân hỏi: cái gì gây ra sự tàn phá trên thế giới? Cái gì làm tình bạn tan vỡ? Cơn sốt nào mãnh liệt nhất? Ai làm gì thầy thuốc giỏi nhất? Đức Phật trả lời: sự tâm tối vô minh gây ra sự tàn phá trên thế giới.
sự ganh tị và ích kỷ làm tình bạn tan vỡ. Hận thù là cơn sốt mãnh liệt nhất, và pháp dương làm vị thầy thuốc giỏi nhất. Vị thiên nhân lại hỏi: bây giờ con chỉ còn một thắc mắc, xin Đức Thế Tôn dạy đáp cho. Cái gì mà không bị lửa đốt cháy, không bị nước làm mòn, không bị gió làm đổ, mà lại có thể cải cách cả thế giới? Đức Thế Tôn trả lời: phước đức. Không có lửa nào, nước nào, gió nào có thể hủy diệt được phước đức của một việc thiện, và những phước đức đó cải cách cả thế giới. Vậy đấy, nếu bạn còn hoài nghi rằng việc mình làm phước có lợi gì không, thì cũng đã có được câu trả lời rồi. Dù là một việc thiện thôi, bạn hãy cố gắng làm, đừng vì mong cầu được đáp trả mà nghi ngại chần chừ nữa. Tiếp theo là lời Phật dạy về phước đức. Chắc bạn đã từng ngưỡng mộ những người giàu có và bắt đầu so sánh với những người cũng chăm chỉ làm ăn vất vả mà sao không thể giàu. Tiền bạc kiếp này của họ dồi dào như vậy là bởi kiếp trước họ đã tạo nhiều phước đức, gieo hạt giống bố thí rất nhiều cho người khác. Theo quan điểm của Phật giáo, tiền bạc bản thân cũng có ẩn chứa luật nhân quả. Nhìn nhận một cách đơn giản khách quan thì luật nhân quả về tiền tài chính là khi biết tu phúc. Hành thiện, tích đức, phúc báo và tiền tài đều sẽ theo đó mà đến như nước. Những cách tạo phước đức theo lời Phật dạy: hiếu thảo với cha mẹ. Chẳng cần phải làm điều gì xa xôi. Điều trước tiên Phật dạy chúng ta muốn sống tốt và đạo đức thì phải biết cung kính, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vui vẻ, thuận thảo với anh chị em, hòa hợp với bà con, cô bác láng giềng bằng cách yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong tình cảm sâu sắc của nhân loại. Trong trăm điều thiện, trước hết là hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Tích đức từ đôi tay. Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Bởi vậy chúng ta cần chú ý học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác. Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình. Đôi khi cho đi nhận lại, thực ra chỉ đơn giản là như vậy bạn ạ. Lòng khoan dung. Không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc, một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy. Bố thí. Đức Phật dạy có 3 loại bố thí chúng ta có thể thực hiện. Bố thí tài, đó là tiền bạc. Bố thí pháp, tức là giảng pháp cho mọi người. Bố thí vô úy, tức là ăn chay, giới cấm, không sát sinh. Khi hiểu được cần bố thí như thế nào, đó chính là tu phúc. Cho dù trong đời này bạn không thấy được kết quả, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có phúc báo tốt lành. Tuy nhiên, có một nguyên tắc rất quan trọng là trong khi bố thí, chính là bố thí trong phạm vi năng lực của bản thân mình. Ngay cả lúc tay không, ta vẫn có thể bố thí. Có khi chỉ là một nụ cười nho nhỏ, một lời hỏi thăm sức khỏe, hay là một tiếng chào thân ái. Như vậy đều đã là bố thí rồi, đều đã tạo ra một cơ sở phúc báo cho chính mình vậy. Từ lời nói.
Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. Thí dụ như lời nói thẳng, ta có thể chuyển sang cách nói giọng, nói giảm, nói tránh một chút. Với lời nói lạnh như băng, thì hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Vì thế đừng thích gì nói nấy, phải nghĩ kỹ trước khi nói. Cẩn thận, kẻo nói thẳng, nói thật, có thể là khẩu nghiệp không chừng. Cứu người. Khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường, nên đến giúp đỡ. Nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo. Nhìn thấy những đoạn đường hư lở, chúng ta nên mở lòng bồi đường đắp lộ để cho nhiều người đi qua được bình an. Phúc đức từ việc biết lắng nghe. Người xưa có câu, nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác, bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. Hóa giải hận thù. Cuộc sống vốn khó khăn, nhiều người hay nói lời cay độc, nhưng đó là cách họ thể hiện, còn cách cư xử với điều đó hoàn toàn phụ thuộc về bạn. Ngay cả khi ai đó xúc phạm hãm hại bạn, thì hãy điềm tĩnh đối đãi một cách thiện lành nhất. Biết đâu, nhờ những tai ương mà người ta mang tới lại giúp bạn khám phá ra nhiều hơn về bản thân, hiểu thêm về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Vậy thì tội gì mà nuôi sự hận thù? Vì dù chỉ giữ một chút hận thù, không những không tiêu trừ được nghiệp lực, mà nó sẽ càng nặng hơn lên. Khi bạn đã đủ hiểu mình, hiểu đời, thì dù bị sỉ nhục, hãm hại, hãy cố giữ tâm không oán thù. Lòng lương thiện. Lời Phật dạy về phước đức chắc chắn không thể thiếu lòng lương thiện. Càng lớn tuổi, bạn sẽ càng nhận ra rằng không cần phải đe nạt, không phải ép buộc ai. Bạn chỉ có thể thu phục lòng người bằng sự lương thiện của mình. Sự lương thiện của bạn được người khác cảm nhận rất rõ. Thậm chí, bạn có thể thuần hóa được cả những kẻ có giả tâm. Thực ra, trong một con người luôn có hai mặt tốt và xấu, và người xưa nói quả không sai. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Khi người có giả tâm ở bên bạn, họ cũng trở nên hiền lành đến kỳ lạ. Cách hồi hướng công đức tăng thêm phước báo. Hồi hướng phước báo là gì? Đầu tiên, để đại chúng hiểu khái niệm phước báo là gì, sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: phước là kết quả của việc thiện. Các việc thiện sinh ra phước báo. Phước đem đến may mắn, an lành, tốt đẹp, hạnh phúc cho chúng ta. Y lời Đức Phật dạy trong Kinh Thập Thiện, sư phụ cũng chia sẻ ba nguồn sinh ra phước báo gồm: thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là do tu tập. Cụ thể là từ một số việc làm như phóng sinh, bố thí, cúng dường, sống chung thủy, nói lời chân thật, sống lành mạnh, không bảo thủ, không tà kiến. Cùng với đó, sư phụ giải thích hồi hướng theo quan điểm của nhà Phật. Thí dụ, chúng ta làm một thiện sự gì đó, sau khi làm như vậy thì sinh ra phước báo. Ta thu phước báo về gọi là hồi. Sau đó, hướng đến ai gọi là hướng. Đại chúng vừa tụng kinh vừa sám hối xong sinh ra phước báo. Phước báo ấy ta gom lại, sau đó sẽ hướng đến cho ai, gửi đến cho ai. Đó gọi là hồi hướng. Từ lời sư phụ giảng giải, chúng ta hiểu rằng hồi hướng phước báo nghĩa là thu hồi phước báo phát sinh từ việc làm thiện lành và gửi phước báo đó đến đối tượng mà chúng ta mong cầu được sống an lành tốt đẹp. Khi hồi hướng, phước báo có bị giảm đi hay không? Trong buổi vấn đáp Phật Pháp về chủ đề hồi hướng công đức, phước của mình có bị giảm đi không? Sư phụ đã kể câu chuyện về
một người nông dân rất nghèo. Ông đã cúng dường toàn bộ phần cơm trưa của mình cho vị Phật độc giác với lòng thành kính. Ngài khoan hỷ thọ nhận và chú nguyện cho người nông dân này được phước báo. Việc đó được chư thiên quỷ thần ca ngợi tán thán đến tai nhà vua. Vua đã đến gặp người nông dân để xin chia phước vì không có duyên được cúng dường Phật độc giác. Người nông dân lo lắng rằng nếu chia phước cho nhà vua thì mình sẽ hết phước. Cho nên ông đã đi gặp Phật độc giác để bạch hỏi. Đức Phật độc giác đã lấy thí dụ về bó đuốc đang cháy và hỏi chị nông dân rằng: ví như bó đuốc của ông đang cháy mà mọi người mang đuốc của họ đến xin lửa ở bó đuốc của ông, thì lửa ở bó đuốc của ông có bị mất đi hay không? Vị nông dân hiểu ra và trả lời rằng: lửa ở bó đuốc của ông vẫn không bị giảm. Qua đó, Đức Phật độc giác cũng khẳng định việc vị nông dân hồi hướng phước báo cho nhà vua với tâm chân thật thì phước báo của ông ấy sẽ không bị mất đi. Từ câu chuyện trên, sư phụ khẳng định khi làm một việc thiện, một nghiệp thiện sinh ra được quả phước. Chúng ta hồi hướng cho thân quyến hay cho ai thì thân quyến mình được phước. Và được phước như thế nào là còn tùy thuộc vào nghiệp duyên của họ. Về phía mình thì mình không bị mất phước đi. Cho nên tại sao chúng ta vẫn thường nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả, cho cả pháp giới này? Cách hồi hướng để tăng thêm phước báo. Để chúng ta dễ tư duy và thực hành, sư phụ giảng giải: nếu chỉ hồi hướng miệng mà tâm ý không có, tâm xả tham của mình chưa có, tâm ích kỷ của mình vẫn còn, thì hồi hướng không được bao nhiêu. Phước ấy không chuyển đi được. Cho nên khi làm phước, chúng ta hồi hướng phước thì phước của mình không mất. Nhưng ta chân thành hồi hướng thật sự với tâm rộng lớn thì phước của mình không những không mất đi mà còn tăng lên. Từ đó, đại chúng yên tâm thực hành thiện pháp, phước báo được nhân rộng ra. Tiếp đó, sư phụ khuyến tấn: chúng ta tu tập làm việc phước thiện thật nhiều và chân thành hồi hướng, không chỉ cho thân quyến mà còn cho cả pháp giới này cùng được hưởng phước báo, thì chúng ta không mất phước mà pháp giới lại được tăng thêm phước báo. Như vậy, nếu chúng ta hồi hướng công đức đến cho những chúng sinh khác với tâm chân thật rộng lớn, mong muốn khắp pháp giới giác ngộ Phật pháp, được kết duyên với Phật pháp, thì phước báo sẽ tăng trưởng. Phật đã truyền dạy về cách hồi hướng nhằm giúp chúng ta tăng thêm phước báo trong cuộc sống. Hồi hướng có nghĩa là quay về trong lòng, là sự chú trọng và chăm chút vào bản thân để tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Phật dạy rằng, để tăng thêm phước báo, chúng ta cần bắt đầu từ việc chú ý đến những hành động hàng ngày. Chúng ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa, đầy ý thức và chú trọng đến việc giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể thực hiện những hành động nhỏ mỗi ngày như giúp đỡ một người khó khăn, chia sẻ yêu thương và lắng nghe người khác. Những hành động này không chỉ làm tăng thêm phước báo cho chúng ta mà còn góp phần vào hạnh phúc chung của mọi người. Hồi hướng cũng bao gồm việc quan sát và nhìn lại bản thân. Chúng ta nên thường xuyên kiểm tra lòng mình, nhận biết và thừa nhận những sai lầm và nhược điểm của chính mình. Đồng thời chúng ta cũng cần biết ơn và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp và thành tựu của bản thân. Từ việc nhìn nhận chính mình một cách chân thành, chúng ta có thể tự trau dồi và phát triển những phẩm chất tốt hơn, tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Hồi hướng đòi hỏi chúng ta khám phá và hiểu rõ chính mình. Chúng ta nên tìm hiểu về bản chất đau khổ và niềm vui, về sự tạm thời và vô thường của cuộc sống. Từ sự hiểu biết này,
chúng ta có thể nhìn nhận mọi sự kiện trong cuộc sống một cách sâu sắc và không gắn bó quá mức với chúng. Điều này giúp chúng ta trở nên nhẹ nhàng và tự do trong tư duy, và từ đó tăng thêm phước báo và hạnh phúc trong cuộc sống. Từ những lời dạy về hồi hướng của Phật, chúng ta cũng có thể tìm thấy cách thực hành lòng từ bi và tha thứ. Hồi hướng giúp chúng ta nhìn nhận mọi người và mọi sự với tình yêu thương và sự thông cảm. Chúng ta học cách đặt mình vào vị trí của người khác, cảm nhận và hiểu được những khó khăn và khao khát của họ. Từ đó chúng ta có thể thể hiện lòng từ bi bằng cách giúp đỡ, chia sẻ và lắng nghe một cách chân thành và tận tâm. Hồi hướng cũng dạy chúng ta cách tha thứ và giải thoát cho sự oán trái và thù địch trong lòng. Tha thứ không chỉ làm giảm bớt gánh nặng tâm lý, mà còn tạo điều kiện cho sự tiến bộ và hạnh phúc cá nhân. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang giải phóng bản thân khỏi sự cấu kết của quá khứ và tạo điều kiện cho một tương lai tươi sáng. Tha thứ không đồng nghĩa với việc chấp nhận những hành vi xấu xa, mà là sự giải phóng bản thân khỏi gánh nặng tâm lý và hướng tới hòa bình và sự đồng lòng. Hồi hướng cũng dạy chúng ta về sự không gắn bó với sự sở hữu và danh vọng vật chất. Chúng ta được khuyến khích thực hành không gắn bó, không ái tứ, không tham lam và không tham vọng. Chúng ta hiểu rằng vật chất chỉ là thân thể tạm thời, còn danh vọng và tài sản chỉ là những thứ tạm thời và vô thường. Thay vì gắn kết và lưu giữ những điều này, chúng ta tìm thấy sự tự do và hạnh phúc trong lòng từ bi và trân trọng những giá trị vĩnh cửu như lòng nhân ái, lòng biết ơn và lòng tương thân. Với lòng hồi hướng và sự thực hành từ bi, chúng ta có thể tăng thêm phước báo trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhẹ nhàng và tự do trong tư duy, tạo điều kiện cho sự hòa hợp và thịnh vượng trong cuộc sống. Chúng ta không còn gắn bó với sự so sánh và ganh đua, mà hướng tới sự phát triển cá nhân và hạnh phúc chung. Chúng ta không chỉ trân trọng những thành công và niềm vui của mình, mà còn biết ơn và chia sẻ niềm vui của người khác. Sự hồi hướng và lòng từ bi tạo nên một môi trường tốt đẹp, nơi mọi người cùng hỗ trợ, đồng lòng và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Qua những lời chia sẻ quý báu thiết thực như trên của sư phụ, chúng ta hiểu rõ hơn về sự hồi hướng phước báo và lợi ích khi hướng tâm hồi hướng một cách chân thật. Xin kính chúc quý vị Phật tử cùng người nghe luôn tinh tấn tư duy thực hành lời Phật dạy để đem lại lợi ích cho mình, cho muôn loài chúng sinh. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, như chúng ta đã biết, thiện căn phóng sinh là rất lớn. Trong các thiện nghiệp thì lớn nhất là thiện căn phóng sinh. Trong chương trình này hôm nay, chúng ta cùng xem 10 công đức của việc phóng sinh lớn đến giường nào nhé. Thứ nhất, không gặp tai họa gì gươm đao. Tai họa của gươm đao sinh ra từ chiến tranh và hỗn loạn. Nếu chăm chỉ phóng sinh sẽ tránh được tai họa này. Trong kinh của Đức Phật có nhiều tiên đoán như vậy. Vào thời mạt pháp sẽ có nhiều tai họa. Khi tai họa dịch bệnh xảy ra, nhiều người sẽ chết vì bệnh dịch. Khi tai họa về chiến tranh xảy ra, nhiều người sẽ chết vì chiến tranh. Khi nạn đói xảy ra, nhiều người sẽ chết trong nạn đói. Cuối cùng, về cơ bản không còn lại bao nhiêu người. Lúc này sẽ xuất hiện hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Đức Phật đã tiên đoán cách đây hơn 2.500 năm rằng những thảm họa này sẽ tiếp tục xảy ra trong thời kỳ mạt pháp. Chúng tôi đã quan sát và hiểu rằng những thảm họa như chiến tranh, dịch bệnh và nạn đói sẽ xảy ra. Nếu bạn có phóng sinh động vật theo đúng luật thì bạn có thể tránh được thảm họa này. Thứ hai, thu thập mọi may mắn. Nếu không tham lam, không ích kỷ, không phân biệt, không dính mắc thì từ giờ đến cuối đời
bạn luôn luôn hưởng cát tường như ý. Ô uế là nghiệp của mình, xui xẻo là do mình. Nếu bạn có trí tuệ và thực hành phóng sinh, mọi thứ sẽ được như ý. Đi đến đâu, bạn cũng có quý nhân nâng đỡ. Nếu bạn ngăn ác và làm điều thiện, nếu nhân thay đổi, kết quả sẽ thay đổi. Vận mệnh của bạn tự nhiên sẽ thay đổi. Đây là trí tuệ được Đức Phật dạy, vậy nên đừng ngu si nữa. Thứ ba là tuổi thọ và sức khỏe. Kinh Phật dạy về công đức của việc phóng sinh. Người nào từ bỏ việc giết hại và thả thú vật sẽ được tuổi thọ và sức khỏe bền bỉ tuyệt vời. Sám hối những nghiệp xấu đã làm trong quá khứ, đặc biệt là sám hối nghiệp sát sinh. Cố gắng hết sức quý trọng mạng sống của mình và của người khác, đó gọi là chấm dứt ác nghiệp và làm điều thiện. Khi một sinh mạng bị sát hại, sự đau khổ của nó là vô lượng, nỗi buồn của nó là vô biên, sự phấn đấu của nó khủng khiếp, nỗi đau của nó không thể diễn tả được. Bạn đã cứu nó khỏi ranh giới sinh tử, tức là bạn có tâm hồn từ bi, giữ nó khỏi nỗi kinh hoàng của sự sống và cái chết, giải thoát nó khỏi nỗi đau và tiếng rên rỉ bất lực, đạt được hòa bình và hạnh phúc, loại bỏ tai họa sợ hãi lớn nhất của sự sống và cái chết đối với những chúng sinh đáng thương đó. Đó thực sự là hành động tử tế vĩ đại nhất, và đây là sự bố thí không sợ hãi. Những người bố thí không sợ hãi có thể tránh được tai họa và đạt được sự bình yên, và tự nhiên sẽ nhận được phúc lành lớn lao về tuổi thọ và sức khỏe. Hậu quả của việc sát sinh là tuổi thọ ngắn ngủi và bệnh tật thường xuyên, còn cứu mạng chúng sinh sẽ sống thọ. Con người sợ chết và bệnh tật nên khắp nơi tìm kiếm thực phẩm bổ sung để bổ sung cho cơ thể và hủy hoại cơ thể. Thọ mạng ngắn ngủi và bệnh tật thường xuyên là hậu quả của sát sinh. Tâm không lành thì thân cũng không khỏe. Là người tu theo đạo Phật, bạn nên trau dồi tâm lý và kiểm soát tâm lý của mình. Nếu mọi chuyện ổn thì tự nhiên bạn sẽ sống lâu và khỏe mạnh. Thứ tư là con cháu đông đúc, đời đời hưng thịnh được nối dõi. Điều chúng ta đang nói ở đây là mọi mong muốn của bạn đều trở thành hiện thực. Trong xã hội cũ, mọi người đều hy vọng rằng trong gia đình sẽ có nhiều con cái và tất cả đều là con trai. Ngày xưa, con trai được sủng ái hơn con gái, nên điều đó căn cứ vào nhu cầu của chúng sinh lúc bấy giờ. Nếu bạn mong muốn có nhiều con trong một gia đình và muốn có con trai nối dõi dòng họ, thì điều đó có thể thành hiện thực nếu chăm chỉ phóng sinh. Nếu bạn có thể phóng sinh và làm việc thiện theo pháp luật thì mọi mong ước của bạn sẽ thành hiện thực. Muốn có con thì có con, không muốn có con thì không có con. Muốn sinh con trai thì sinh con trai, muốn sinh con gái thì sinh con gái. Công đức phóng sinh thực sự rất tuyệt vời và nhiệm màu. Thứ năm, được chư Phật hoan hỷ. Đây là một điều rất quan trọng. Con người ngày nay, nhiều người không có hy vọng này. Phật vui hay không không quan trọng, họ chỉ quan tâm đến bản thân mình. Việc họ làm không liên quan gì đến Phật, tâm lý này là sai lầm. Nếu thả thú vật theo đúng nguyên tắc và pháp luật, thì có thể làm cho Đức Phật vui lòng và hoan hỷ trợ duyên cho bạn trên mọi hành trình trong cuộc sống này. Tất cả chúng sinh đều được Đức Phật coi như con của mình. Cứu được một mạng sống của một chúng sinh tương đương với việc cứu được một trong những người con của Đức Phật. Và tất cả chư Phật đều rất vui mừng. Thứ sáu, được vật trả ơn. Sự vật ám chỉ những chúng sinh mà chúng ta phóng sinh, cho dù đó là một con kiến, một con cá, một con chim, chúng đều sẽ biết ơn bạn. Trên thực tế, khi trả tự do cho động vật mà không đòi hỏi phần thưởng hay báo đáp, những chúng sinh được bạn cứu chắc chắn sẽ biết ơn bạn, vì bạn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực và tài chính của mình để cứu mạng sống của họ. Những chúng sinh đó đang ở trong lò mổ,
dưới lưỡi dao của Đồ Tể, sắp rời bỏ thế giới này và mạo hiểm mạng sống quý giá của mình chỉ trong vài phút hoặc vài giây. Nhờ duyên phận kiếp trước mà bạn gặp và có thể giải cứu được họ. Nhân quả là có thật. Mặc dù chúng ta không đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại hay là biết ơn, nhưng chúng sinh tự nhiên sẽ biết ơn bạn. Thứ bảy là không có thiên tai, không cần phải gánh chịu tai họa. Nếu thảm họa thực sự xảy ra, liệu chúng ta có thể trốn thoát được hay không? Là người tu theo đạo Phật thì không cần phải trốn tránh. Cái gì đến thì chắc chắn sẽ đến, cái gì không đến thì chắc chắn sẽ không đến. Mọi việc diễn ra tự nhiên, số phận đến rồi đi, quả đến rồi tan đi, đó là chuyện bình thường. Sống an vui, chết an lạc, gọi là giải thoát. Theo công đức của việc phóng sinh, đối với người có lòng nhân ái, công đức của người đó sẽ ngày càng tăng trưởng và mọi đau khổ sẽ biến mất một cách vô hình. Thứ tám là được tái sinh vào cõi trời. Người nào từ bỏ việc giết hại, phóng sinh chúng sinh sẽ được tái sinh vào cõi trời ở kiếp sau và được hưởng vô số phước lành. Nếu biết tu tập, đọc kinh thì có thể giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc, công đức quả thực vô lượng. Nếu bạn buông bỏ cuộc sống của mình mà không tham lam, không ích kỷ thì mọi hạnh phúc phước lành của bạn sẽ giúp bạn vào cõi trời. Hãy nhìn những người ở thế gian này suốt ngày làm việc như bò, ngựa, chạy khắp nơi và làm việc cực lực để cầu phúc ở thế gian này. Làm bất cứ điều gì để được một chút lợi lạc, vất vả vô cùng. Chúng ta không cần phải làm điều này. Trong cuộc sống hàng ngày, ngoài cơm áo gạo tiền, bạn nên tụng niệm và học Phật mỗi ngày. Học Phật là gì và tu tập là gì? Nó có nghĩa là làm tròn trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ và giải quyết các khoản nợ đời. Tu tâm sửa tính mỗi ngày, chăm phóng sinh và yêu thương mọi chúng sinh trên trái đất này. Thứ chín, mọi điều ác sẽ bị tiêu diệt. Phóng sinh cũng tiêu trừ nghiệp chướng. Phóng sinh theo đúng pháp luật thì mọi chướng ngại, nghiệp chướng, tội lỗi mới có thể được tiêu trừ. Công đức trí tuệ và nhận thức mới được viên mãn. Việc thả động vật cũng có thể mang lại sự yên bình và tĩnh lặng quanh năm. Điều này đặc biệt quan trọng trong những thời điểm nguy hiểm, mọi điều ác sẽ bị tiêu diệt nhờ công đức phóng sinh của bạn. Điều chúng ta đang nói ở đây là nguyên nhân và kết quả. Ác có nhân quả, do xả bỏ nên mọi nhân quả ác đều có thể tiêu trừ. Phóng sinh có nghĩa là cứu người trong lúc nguy cấp. Không giống như những công đức khác, phóng sinh có nghĩa là cứu độ chúng sinh đang bị nguy hiểm, đang đau khổ. Một khi chúng ta phóng sinh, tất cả chúng sinh sẽ được cứu thoát khỏi cái chết và lấy lại được sức sống. Và bù lại, lúc chúng ta gặp nguy cũng sẽ được giải thoát nhờ phước của bản thân. Thứ 10 là giải trừ oán hận, mong cầu được toại nguyện. Nếu biết phóng sinh và yêu thương mọi chúng sinh, con cháu trong gia tộc sẽ may mắn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ có thể tận hưởng hạnh phúc và trường thọ mãi mãi. Đức Phật nói, mọi sinh vật đều thay đổi để đáp ứng với các điều kiện bên ngoài. Nếu mọi người kiêng sát sinh và thả thú vật, thì cuộc sống sẽ tiếp tục bình yên, lòng nhân ái sẽ được truyền lại cho những người xung quanh. Giống như con cháu sẽ truyền từ đời này sang đời khác, sẽ đạt được hạnh phúc trường thọ vĩnh cửu. Tiếp theo là câu chuyện Đức Phật và chiếc xe chở đại vàng. Tại sao có người chỉ thấy toàn bụi đất? Thưa các bạn, câu chuyện Đức Phật và chiếc xe chở đại vàng của phú ông giàu có nhất thiên hạ sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội đánh giá lại cuộc sống của mình bằng góc nhìn tinh tấn hơn. Câu chuyện như thế này: có một phú ông được xem là giàu có nhất thiên hạ nhờ vào việc ông chăm chỉ tích trữ của cải thời trẻ. Thế nhưng đêm nào ông cũng lo ngay ngáy rằng mình sẽ bị trộm hết tiền, vàng bạc châu báu. Có một hôm ông vừa ngủ dậy
và đi kiểm tra số vàng của mình, thì thấy chúng đều biến thành bụi đất. Lúc này có người mách cho ông nên đến tìm Đức Phật để được giúp đỡ. Như kẻ sắp chết vớ được cọc, ông lập tức lên đường. Khi được diện kiến Đức Phật, ông kể lại đầu đuôi câu chuyện và Đức Phật khuyên rằng: "Là như thế này, ông hãy làm một việc thôi, đem hết số vàng đó tới chợ rao bán. Nếu có người nhận ra nó là vàng, hãy đưa người đó đến gặp ta." Người đàn ông hồ nghi hỏi lại: "Ý ngài là gì? Chuyện này thì giúp được gì cho số vàng đã quá bụi đất của tôi cơ chứ?" Đức Phật trả lời: "Hãy tin ta và cứ đi đi, nó sẽ giúp được cho ngươi." Không còn cách nào nên ông đành nghe lời Đức Phật, đẩy những chiếc xe bò chở hết số vàng, giờ chỉ là bụi đất, đi ra chợ. Cả một khu chợ chỉ toàn là những xe đất của ông ta. Nhiều người đến xem rồi thi nhau xì xào, chế nhạo phú ông: "Ông đang làm chuyện nực cười gì vậy? Sao ông lại đem bụi đất đến chợ làm gì? Để làm gì cơ chứ?" Thế nhưng người đàn ông vẫn im lặng, không tỏ thái độ gì. Rồi sau đó có một phụ nữ xuất hiện. Người này tên là Kisa Gautami. Cô nói với phu ông: "Sao ông mang nhiều vàng ra chợ đến thế này? Từ đâu mà ông lại có được nhiều vàng đến thế?" Người đàn ông hỏi lại Kisa Gautami: "Cô có thể nhìn thấy vàng ở đây ư?" Kisa Gautami đáp lại: "Đúng, hàng ngàn chiếc xe này chứa đầy vàng." Phú ông hỏi Kisa Gautami rằng: "Cô có bí mật gì? Tại sao cô lại thấy được? Vì tất cả mọi người, bao gồm cả ông ta, cũng không thấy đó là vàng, mà chỉ là một đống bụi đất mà thôi." Khi trở về hỏi lại Đức Phật, phú ông nọ được giải thích rằng: "Ngươi đã tìm được đúng người rồi đó. Cô ấy sẽ dạy cho ngươi về nghệ thuật nhìn thấu. Thế giới chính là những thứ ngươi nhìn thấy. Nó có thể là địa ngục, cũng có thể là thiên đường. Vàng có thể là bụi, mà bụi cũng có thể là vàng, tùy theo cách nhìn của ngươi. Ngươi sẽ là một đệ tử của Kisa Gautami. Kisa Gautami sẽ dạy cho ngươi. Và ngày mà ngươi biết cách nhìn cho đúng đắn, thì cả thế giới sẽ biến lại thành vàng." Thưa các bạn, qua câu chuyện Đức Phật và chiếc xe chở đầy vàng của phú ông giàu có, ngài muốn chỉ dạy cho chúng sinh một điều cơ bản nhất nhưng lại bị nhiều người quên mất đi. Thế giới chính là những gì mà ta nhìn thấy. Nó có thể là địa ngục với những người khó khăn chồng chất, cũng có thể là thiên đường khi ta xem nó là cơ hội để bản thân tự vươn lên. Vậy, thế giới của bạn đang sống là địa ngục hay là thiên đường? Bài học từ Đức Phật qua câu chuyện trên cho ta thấy, ngoại cảnh không thể nào tạo nên thế giới của chúng ta, mà chính tâm ta đang dần hình thành ra cuộc sống của chính mỗi người từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi thế giới của mình là địa ngục hay là thiên đường chưa? Xin đừng vội cười với câu hỏi này. Tự vấn tâm mình là điều bạn cần làm. Hãy tự vấn tâm mình là điều bạn cần làm thường xuyên để sớm tìm cách điều chỉnh tâm mình mỗi ngày đó. Nhiều người cứ làm mọi thứ theo bản năng, theo lời khen chê của số đông của người đời, rồi rập khuôn với ý nghĩ rằng có nhiều tiền, phải thật giàu có thì mới có được hạnh phúc, sự sung sướng mà họ đang kiếm tìm. Thế nên, không phút giây nào ta chịu dừng lại để nhận ra mình có đang đi sai hướng hay không. Cuối cùng, khi đã đi quá xa thì mới nhận ra mình đã lạc lối từ lúc nào. Tới lúc muốn quay lại sửa đổi thì cũng đã quá muộn rồi. Thực tế là không cần đợi đến khi chết đi, bạn mới biết được mình lên thiên đường hay là xuống địa ngục, mà ngay từ cuộc sống hàng ngày thôi, không ít người cũng đang sống ở địa ngục trần gian. Rồi thì mọi thứ có còn ý nghĩa gì nữa sau khi chết? Vì thế, ngay từ lúc này, bạn phải tìm cách để kiến tạo cuộc sống cho mình đáng sống hơn. Thí dụ có một người giàu có,
ở trong một căn nhà to bề thế, lộng lẫy, nhưng suốt ngày buồn khổ vì bị chồng hay vợ lừa gạt. Công việc làm ăn rơi vào giai đoạn khủng hoảng, nhiều dự án đổ bể, nợ nần chồng chất. Thì thử hỏi cuộc sống của họ có khác gì địa ngục hay không? Trong khi đó, có người có cuộc sống giản đơn bên người vợ, người chồng và con cái yêu thương chăm sóc mỗi ngày. Họ không có quá nhiều tiền, nhưng lại có được hạnh phúc mà ai cũng mơ ước. Muốn thoát khỏi địa ngục, ta cũng phải biết đâu là nguyên nhân gây ra nó. Theo quan điểm của nhà Phật, người có trí trên thế gian này không nhiều. Vì thế không ít người được xem là thành công, nhưng họ lại thường bị lòng tham che mờ mắt. Dù có bao nhiêu của cải đi chăng nữa, cũng sẽ thấy mình luôn thiếu thốn, tâm sẽ luôn bất an, nhìn đâu cũng chỉ tìm kiếm tiền bạc. Ngược lại, có những người tuy không trở thành một người nổi tiếng, giàu có, họ lại có cuộc sống bình dị, con mắt tinh tường thấu tỏ cuộc đời, sẽ không bị yếu tố nào khác tác động, lại có thể ung dung giữa cuộc đời bất chấp hoàn cảnh nào có thể xảy ra với họ. Có thể chúng ta không có thần thông được như những bậc tu hành đắc đạo, nên đều không hiểu và không giải thích được tại sao ta lại xuất hiện trong thế giới này. Thế nhưng, điều đó không thực sự quan trọng. Được là một người bình thường đã là một điều may mắn lắm rồi. Và cần nhớ rằng, chúng ta chính là người tạo nên chính số phận của mình là đủ. Và niềm vui xuất phát từ tâm của chính ta, chứ không phải ở nơi nào khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về tìm kiếm hạnh phúc như sau: tôi không biết liệu vũ trụ với vô số thiên hà, ngôi sao và hành tinh có ý nghĩa sâu sắc hơn hay không, nhưng ít nhất rõ ràng là con người chúng ta sống trên trái đất này phải đối mặt với nhiệm vụ tạo ra một cuộc sống hạnh phúc cho chính chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi người phải khám phá ra điều gì sẽ mang lại cho bản thân mức độ hạnh phúc lớn nhất. Vì thế, tại sao không tìm cách để cuộc đời của mình trở nên tươi vui hơn, rực rỡ hơn bằng việc nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực? Khi đối mặt với những thử thách và bất công, thì hãy cứ ung dung đón nhận, đừng dễ dàng bị khuất phục. Vì đó là cách ta đã thấu tỏ hạnh phúc ngay chính ở tâm mình, chứ không phải là ở hoàn cảnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt. 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 Thân ái.